Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Home. Và ngày hôm nay thì sẽ là một dịp rất là đặc biệt, đó chính là Nhật An sẽ dẫn tất cả quý vị sẽ cùng với Nhật An, chúng ta sẽ cùng nhau đến tham gia, chúng ta sẽ vào quá trình giám sát của thanh tra của Mắt Home. Và bên cạnh Nhật An đây chính là anh Hồ Hoàng, là anh thanh tra, và anh sẽ chịu trách nhiệm là hôm nay anh sẽ dẫn chúng ta đến để kiểm tra một công trình của Mắt Home, đó chính là công trình của nhà anh Nguyễn Thiện Tâm ở Biên Hòa, Đồng Nai. Và anh ơi, thì đầu tiên thì không biết là công trình này thì đây là lần thứ mấy anh đã đến rồi, và hôm nay thì chúng ta sẽ kiểm tra như thế nào vậy anh? Lần đầu tiên thì cho Hồ Hoàng xin gửi lời chào đến toàn bộ các quý khán giả của Mắt Home. Thì là công trình này hiện tại là bên mình là về lần này thanh tra là lần thứ 8 và trong cái giai đoạn là hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao nhà cho gia chủ, thì hôm nay chúng ta sẽ về để kiểm tra về cái phần ngoại thất 3D so với lại cả bản thiết kế của chúng ta đề ra, kèm theo về cái chất lượng thi công và trong cái giai đoạn hoàn thiện này sẽ như thế nào. Vậy thì thường anh bên cạnh anh vẽ 3D thì ví dụ bên trong của công trình đi, thì chúng ta sẽ kiểm tra những cái hạng mục như thế nào anh? Đối với phần bên trong của ngôi nhà thì chúng ta kiểm tra những cái hạng mục dạng như kiểu là phần nền gạch lát của nền nhà này, gạch ốp tường này, thiết bị vệ sinh này, và cả phần trần thạch cao và nội thất cửa các thứ. Vậy là cũng là tổng quan bao quát hết của công trình rồi. Vậy thì có lẽ là bây giờ không chần chờ gì nữa, thì Nhật An sẽ mời tất cả quý vị theo chân An và anh Hoàng chúng ta tiến vào bên trong và tiến hành quá trình giám sát nhé. Xin mời quý vị các bạn. Hiện tại như chúng ta thấy đây là một ngôi nhà mái Nhật 2 tầng theo phong cách tân cổ điển. Thì đối với ngôi nhà này, hạng mục đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu và kiểm tra về cái phần 3D ngoại thất mặt tiền để xem giống với các bản thiết kế và đúng với cả bản thiết kế của chúng ta hay không. Hiện tại là hệ cửa chúng ta đang sử dụng cho so với bản thiết kế thì là hệ cửa toàn bộ là nhựa composite giả vân gỗ. Đối với cả phần cánh cửa sổ ở bên này thì đã trong cái quá trình thi công thực tế thì có một số cái chúng ta đã thay đổi theo với thực tế và nhu cầu của gia chủ. Ngày trước chúng ta làm thiết kế đó là hệ cửa nhôm xin pha, nhưng mà về sau này để đồng điệu với lại cả cái cánh cửa sảnh chính thì chúng ta sử dụng cùng với cả chất liệu và cùng mẫu mã để cho nó hài hòa và đẹp hơn. Đối với cả mặt tiền của ngôi nhà 2 tầng mái Nhật này thì chúng ta sử dụng toàn bộ là gạch granite ốp từ dưới tầng 1 cho lên đến tầng 2, và hệ cột này là đây là sơn giả đá chứ không phải là gạch ốp. Đấy. Thì chúng ta sẽ kiểm tra về cái chất lượng ốp lát của từ bên ngoài này và bên trong để xem là cái bề mặt này nó có bị ốp gạch hay không. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp theo đến quá trình là vào trong nhà và kiểm tra về các hệ tường và chát làm sao là có phẳng và vuông góc hay không, và cái cả phần gạch sàn nữa. Thì đầu tiên là ở bên ngoài thì có lẽ là chúng ta sẽ so sánh với ảnh vẽ 3D trong cái cuốn hồ sơ mà anh đang giữ trên tay đúng không? Để xem là có giống bao nhiêu phần trăm với ảnh vẽ 3D nhé. Rồi bây giờ xin mời quý vị và các bạn là cùng mình kiểm tra qua so với hồ sơ 3D. Thì là đối với đây thì như lúc đầu anh đã kiểm tra sơ qua và trao đổi với như An thấy, thì toàn bộ cái bản vẽ 3D của chúng ta lúc đầu nó sẽ là ốp đá, toàn bộ là cái đá granite kể cả đối bên phía mặt phụ này. Nhưng trong quá trình thi công ấy, thì nó có một số cái yếu tố thi công thực tế, thì là bên chỗ tư vấn giám sát của bọn anh đã có những cái tư vấn cho gia đình làm sao tiết kiệm một cái chi phí đẹp nhất mà ngôi nhà vẫn mang lại cái hiệu quả giống như trong 3D này, thì là đã thống nhất với chủ nhà là lược bỏ toàn bộ cái phần gạch đá granite ở bên phía tay phải của anh đây, để cho ngôi nhà sơn sang màu trắng thì nó vẫn cứ giữ lại cái nét đẹp của nó. Tức là mặt bên của công trình thì chúng ta sẽ không có ốp đá nữa. Đúng cái rồi. Này để em nghĩ là nó cũng liên quan có thể là giúp tiết kiệm chi phí cho gia chủ. Đúng rồi. Mình làm sao để có một ngôi nhà mà vừa đẹp mà là nó vẫn phù hợp với kinh tế của gia chủ đề ra. Đấy. Tiếp theo thì là như thế, đây thì là chúng ta bước lên là hệ bậc ngũ cấp. Đối với hệ bậc này và toàn bộ sảnh chúng ta sử dụng là toàn bộ là đá granite hết. Đá cao cấp. Thì trong quá trình tiếp theo thì anh sẽ kiểm tra về cái độ ốp hay là cái tính chất của phần sảnh này xem nó có đảm bảo chất lượng của chúng ta đề ra hay không. Ơi, vậy thì cái việc gõ như thế này thì mình sẽ phân biệt như thế nào vậy? Hiện tại là mình đang gõ như thế này, mình phân biệt là cái tiếng gạch ở bên dưới là có cái lớp xi vữa nó có đảm bảo chất lượng hay không, để cho viên gạch ở bên dưới nó không bị rỗng. Thì cái cách gõ này chúng ta sẽ phân biệt bằng cái tiếng nghe gõ của chúng ta.
Chẳng hạn như là anh lấy ví dụ nhé, ở đây chúng ta gõ này, nghe tiếng đấy, đây nó sẽ là ụp và tiếng nó vọng nó sẽ kêu rất to, nhưng vào khu vực ở trong này thì chúng ta sẽ nghe thấy cái tiếng nó chắc hơn. Đấy. Thì là cái cách khắc phục cái này nó đơn giản thôi, chúng ta sẽ dùng với cả loại keo đặc chủng của chúng ta, và chúng ta sẽ khoan mạch ra, và đường nó sẽ bưng trực tiếp vào, thì lúc đó nó sẽ đẩy những cái keo của chúng ta vào những khoảng trống ụp này, lấp đầy khoảng trống, thì nó sẽ đảm bảo về cái chất lượng thi công. Thì cái này thì mình phải tính theo cái phần là đa số và thiểu số, nếu như mà toàn bộ viên gạch này dính chiếm phần đa số bị ụp thì chúng ta sẽ xử lý theo cách đó, còn nếu là trong một số cái phần nhỏ, một số góc cạnh nhỏ thì chúng ta cũng có thể xem xin một chút. Cái đó là về phần gạch ở bên dưới ha. Còn bây giờ tiếp theo có lẽ em nói xíu tới cái phần cửa này. Nếu mà với cái cửa như thế này thì mình sẽ phải đòi hỏi những cái yêu cầu như thế nào anh? Đối với phần cửa này chúng ta sẽ là đòi hỏi đầu tiên là đúng với kích thước, vì nó liên quan đến cái tính chất phong thủy của ngôi nhà. Khi mà chúng ta đã làm thiết kế thì có phòng phong thủy hỗ trợ về cái phần kích thước lộ ban của cái cửa này. Đấy. Tiếp theo đó là về cái hình thức cửa và chất liệu của cửa. Thì là như cái cửa của căn hộ này thì chúng ta làm bây giờ bằng nhựa composite giả vân gỗ. Em có thể nhìn thấy là từ ngoài xa em nhìn vào nó trông rất giống gỗ luôn. Khi chúng ta sờ vào như thế này, chúng ta phải cảm nhận được là và gõ thì chúng ta sẽ phân biệt được. Nói chung là chỉ là giả gỗ thôi chứ không phải là gỗ thật. Và em thấy nó kích thước nó cũng rất là to luôn. Và thông thường thì em biết là chúng ta sẽ có là gọi là cái công cụ là thước lỗ ban đúng không anh, là để kiểm tra kích thước của cửa. Cái phần này thì là bên phòng phong thủy chịu trách nhiệm chính về cái phần thước lỗ ban về hợp cung hợp diện của cả gia chủ người kinh của chúng ta. Dạ, đó là liên quan đến phong thủy ha. Thì cái đó là một, từ bây giờ thì chúng ta kiểm tra một số hạng mục bên ngoài này, có lẽ bây giờ chúng ta hãy tiến vào bên trong để kiểm tra một số hạng mục tiếp theo. Và khi mà tiến vào bên trong thì em phát hiện ra có một cái máy khá là hiện đại ở đây. Thì không biết là bước tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra vấn đề gì vậy anh? Hiện tại bước tiếp theo chúng ta sẽ vào trong nhà, chúng ta sẽ tìm hiểu và kiểm tra các phần góc tường xem là chúng ta sẽ xây chát vuông thành sắc cạnh hay chưa. Đấy, thì chúng ta sử dụng một công cụ hỗ trợ đó là máy laser góc và bắn thủ thẳng của nó. Chúng ta sẽ kiểm tra được cái tỷ lệ là lệch có nằm trong cái giới hạn cho phép của chúng ta hay không. Tức là máy này là kiểm tra, ví dụ em thấy thường là hồi xưa là người ta sử dụng mấy cái dây đúng không? Mình phải giăng những cái chỉ như thế nào đó. Còn bây giờ thì hiện đại hơn là sử dụng cái máy này. Đúng rồi. Thì ngày xưa thì chúng ta sẽ dùng được gọi là quả giỏi. Dạ. Mình cắt theo dây và ngắm bằng mắt thường. Hiện đại mình chúng ta có máy laser đặt chậm. Bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra ngay cái vị trí này anh ha. Okay. Thì là hiện tại bây giờ anh đã sử dụng máy để bắn cái vị trí góc tường này. Thì là em có thể quan sát thấy là đối với cả chất lượng chúng ta làm chát và ốp gạch này là khá là ok và hoàn hảo trong cái có thể cho phép của chúng ta được. Thì hiện tại bây giờ anh sẽ kiểm tra những cái khu vực tiếp theo, thì một điểm là ốp một. Và bây giờ thì em thấy là trên tay của anh Hoàng đang cầm một chiếc thước này, làm em nhớ đến những cái ngày còn học sinh thời đi học với cái môn toán. Thì cái thước này thì nhiệm vụ là gì anh? Cái thước này chúng ta là ngoài cái việc sử dụng máy laser để bắn các kiểm tra cái độ thẳng của tường ấy, thì chúng ta sử dụng thước này là gọi là thước kê góc, kiểm tra là cái phần góc của chúng ta ốp lát và chát xem nó đã đặt chất lượng hay chưa. Thường là mình kiểm tra như cái vị trí nào ạ? Các cạnh góc của ngôi nhà này và các cột. Cột, dạ. Bị sẵn ở đây, đây đang có một chiếc cột luôn, có lẽ chúng ta kiểm tra luôn ha. Cái công việc này thì nó đơn giản thôi, chúng ta sẽ kê đủ theo cái góc vuông chiều và như thế này. Và cái độ hở của chúng ta là dùng sai, không có cho phép là trong khoảng 1mm. Dạ. Vậy thì với cái cột này là... Đối với cái cột này như anh đánh giá bây giờ là đang đạt chất lượng. Dạ, đây. Cái khoảng chúng ta có thể là đánh giá là thợ làm rất là tốt. Dạ, cái cột này thì nó ngay ở vị trí trong nhà luôn, cho nên là xây là cũng phải đảm bảo. Còn bây giờ mình qua góc này đi. Xuống góc. Chúng thấy góc này nè, mình kiểm tra thử xem. Đây. Ê, bạn Caramel có thể tiến gần lại đây chúng ta quan sát một cách kỹ hơn. Đó là cái cách sử dụng thước kê góc. Dạ. Ok. Tiếp qua mình. Cái
cái này em cảm tưởng là anh giống như là mình sử dụng cái laser lúc nãy là công nghệ rồi, rồi cái máy móc rồi là mình cũng đã thấy được rồi, nhưng mà cái này thì cái nó chắc chắn hơn đó quý vị, là mình phải tự tay của mình để mình test lại cho kỹ hơn nữa, thì cái này giống như là để mà một cái công đoạn sâu của cái máy laser nó sẽ dạng như kiểu là mắt nhìn thấy và tay sờ thấy luôn đó. Dạ đúng rồi, nó sẽ tỉ mỉ hơn ha. Rồi bây giờ thì có lẽ là từ bây giờ ở bên ngoài thì em nghe anh nói là mình cũng phải kiểm tra qua cái phần gạch ốp lát ở bên dưới, đúng không anh? Đúng rồi. Vậy thì có lẽ bây giờ mình sẽ tiến hành luôn ha. Rồi, ok em. Vậy thì với những cái vị trí mà anh khoanh tròn lại là nó sẽ bị vấn đề gì vậy anh? Đối với những cái vị trí mà anh khoanh tròn đây thì hiện tại là những cái viên gạch này là nó đang bị ổ, có nghĩa là bên trong nó đang bị rỗng. Chúng ta khoanh tròn để đánh dấu lại và chúng ta sẽ có những bước xử lý phía sau để cho nó đảm bảo về cái chất lượng tốt hơn. Thường là mình sẽ xử lý như thế nào vậy anh? Đối với những cái viên gạch bị ốp thì chúng ta sẽ lắp khoan mạch và bơm keo như lúc đầu anh đã giới thiệu cách xử lý đối với cả gạch granite ở ngoài bậc lên xuống trước sạch. À, tức là những cái vị trí này chúng ta phải bơm thêm keo vào để nó chắc. Đúng rồi, chúng ta sẽ có cái loại keo chuyên dụng trong xây dựng của chúng ta sử dụng. Thì là tiên đấy, hiện tại là cái khu vực tường này này, đối với trong thiết kế của chúng ta thì đầu tiên nó sẽ không có cái phần gạch ốp này đấy. Toàn bộ phần gạch ốp này ở trong miền Nam thì là đa số nó sẽ là những cái phần phát sinh nhiều hơn. Và đó là trong cái lúc thi công thực tế là gia đình, gia chủ có nhu cầu là ốp cái phần gạch này cao từ khoảng 4m thẳng. Thì là cái này thì chúng ta sẽ báo lại về công ty, công ty sẽ lên dự toán và sau đó là thợ sẽ báo về gia chủ, sau đó là gia chủ nhất trí với đơn giá và dự toán chúng ta đưa ra thì chúng ta sẽ tiến hành thi công luôn cho chủ nhà. Dạ đúng rồi, tức là trong cái quá trình thi công đó quý vị thì thật sự là nó cũng sẽ có những cái phát sinh so với cái lúc thiết kế. Có thể là gia chủ sẽ mong muốn có thể như lúc nãy bên ngoài ta thấy là đổi từ cửa nhôm kính sang là cửa giả gỗ chẳng hạn, hoặc là ở đây chúng ta sẽ ốp lát thêm gạch ở lên trên tường, thì cái đó quý vị hoàn toàn có thể trao đổi với kiến trúc sư của Mắc Hôm trong quá trình mà chúng ta thi công để chúng ta có thể lên phương án nhé. Và anh ơi, em nghe nói là công trình này cũng là công trình khá đặc biệt bởi vì sẽ có sử dụng một số cái thiết bị của Mắc Hôm đúng không anh? Đúng rồi em. Thì là hiện tại là một số thiết bị Mắc Hôm thì chẳng hạn như em thấy ở trên khu vực trần về toàn bộ cái băng nên là của chúng ta đây đang sử dụng là bên công ty chúng ta cung cấp luôn, là bóng đèn của Mắc Hôm, thiết bị của Mắc Hôm. Và còn trong khu vực nhà vệ nhà tắm và khu vực bên trong này nữa, chúng ta sử dụng thiết bị vệ sinh của chúng ta là của đơn vị chúng ta cung cấp. Vậy thì có lẽ là bây giờ cũng sẽ nhờ anh chúng ta sẽ tiến vào khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh thì chúng ta cũng xem qua cũng như là kiểm tra xem là cái quá trình lắp đặt như thế nào nhé. Okay. Hiện tại như quý vị các bạn đang thấy là trong cái hệ thống nhà tắm của chúng tôi thì chúng tôi có sử dụng những cái phần thiết bị vệ sinh của Mắc Hôm, chẳng hạn như là bồn rửa tay này, vòi rửa này, hệ thống gương này. Đối với cả cái gương này thì nó có cái phần là bên chúng tôi là cao cấp hơn, thì gương bình thường chúng ta dùng sẽ là gương không thôi, nhưng mà hiện tại bên chúng tôi là cung cấp cái sản phẩm chất lượng hơn, là chúng ta sẽ có led như thế này bật lên để tăng cái độ sáng phản chiếu cho chúng ta một cái góc nhìn tốt nhất ở trong gương đó. Tiếp theo thì đây chúng ta sẽ thấy là có cái hệ thống vòi hoa sen. Và hệ thống vòi hoa sen này thì chúng tôi là toàn bộ hệ thống nước đã test áp trước khi sử dụng rồi, thì hôm nay chúng tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa cho quý vị các bạn xem qua. Đó, vòi chính này. Đối với cái hệ thống vòi hoa sen này thì chúng ta sẽ sử dụng cái gọi là giảm áp nước xuống để tạo cho chúng ta có một cái cảm giác nước chảy là phù hợp nhất
tránh cái tình trạng là áp suất nước quá lớn thì nó sẽ phụt thẳng vào da chúng ta và tác động vào da, nó sẽ cảm thấy có một chút giống như kiểu độ rát của áp lực nước gây ra. Đó. Vậy là ngày hôm nay thì Nhật An cùng với anh Hồ Hoàng, thanh tra của Mắt Hôn, cũng đã dẫn quý vị chúng ta đến để nghiệm thu giai đoạn hoàn thiện công trình của nhà anh Tâm ở Đồng Nai. Vậy thì anh ơi, anh hãy cho một cái nhận xét tổng quan về cái quá trình nghiệm thu ngày hôm nay đi ạ. Trong cái quá trình nghiệm thu của ngày hôm nay thì nó chỉ là bước cái sơ khai ban đầu của cái bước nghiệm thu của chúng ta thôi. Chúng ta vẫn phải đợi xong cái hệ thống nội thất nữa thứ vào kiểm thu lại hai lần nữa thì lúc đó chúng ta mới bàn giao lại công trình cho gia đình được. Đấy. Thì đối với công trình ngày hôm nay chúng ta nghiệm thu sơ qua thì anh có một số cái đánh giá là về mặt tổng quan thì khá là tốt, thợ thi công khá là ổn, nhưng mà trong số đó vẫn còn một số cái điểm hạn chế mà chúng ta cần phải khắc phục, cũng như là vừa nãy là quý vị các bạn và em quan sát theo cái cách anh kiểm tra của cái phần gạch đó, có một số cái điểm nó vẫn đang bị ổn và anh cũng đã nêu ra cái cách xử lý rồi, thì cái này thì anh sẽ nói chuyện và thống nhất với cả chủ nhà và giám đốc thi công để cho khắc phục trong cái thời gian sớm nhất. Vậy thì quý vị cũng có thể yên tâm, đó chính là công trình của Mắt Hôn trong quá trình thi công thì cũng sẽ luôn luôn có những anh thanh tra giám sát để mà theo sát công trình, cũng như là sẽ có cái sự điều chỉnh ngay lập tức nếu mà chúng ta thấy có những cái vấn đề gì đó nó không có phù hợp cho công trình của mình ha. Và nếu như quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói thì cần ngại liên hệ ngay Mắt Hôn vào số hotline 0964458888 hoặc 0828133333 để được hỗ trợ tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ thì thời lượng video cũng khá dài rồi, Nhật An cùng với anh Hoàng xin chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại những video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt.